top những thực phẩm mẹ bầu ăn không lo béo mà con vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Người mẹ nào cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh và thông minh, nên sẵn sàng lựa chọn những thực phẩm bổ dưỡng nhất cho con. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách thì rất có thể mẹ bầu sẽ tăng từ 15 đến 20 cân, thậm chí là nhiều hơn, trong khi em bé trong bụng không tiếp nhận đầy đủ dưỡng chất. Hãy cùng tham khảo các thực phẩm dưới đây vừa giúp mẹ bầu kiểm soát cân nặng mà em bé vẫn đầy đủ dinh dưỡng. 1. Đậu. Hàm lượng protein thực vật trong các loại đậu cao hơn các loại ngũ cốc khác từ 2 đến 5 lần. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những loại thực phẩm giàu protein là lựa chọn lành mạnh và khôn ngoan cho thai kỳ, đặc biệt là cho sự phát triển của thai nhi trong những tháng đầu hình thành các bộ phận quan trọng trong cơ thể. 2. Cá. Cá luôn là thực phẩm được khuyến khích sử dụng trong thai kỳ bởi có chứa hàm lượng lớn vitamin E, omega 3 giúp tăng cường hệ thống thần kinh cho thai nhi. 3. Khoai lang. Mẹ bầu ăn khoai lang rất tốt, đặc biệt giúp thai nhi tăng cân nhanh trong tháng cuối. Khoai lang rất giàu chất xơ, cattoren, các vitamin CD và các vi chất quan trọng khác, nên rất tốt cho cả việc cải thiện nguồn dinh dưỡng trong thai kỳ lẫn ngừa bệnh. 4. Quả óc chó. Nói đến chế độ ăn uống lành mạnh trong thai kỳ, không thể thiếu quả óc chó, một trong các loại vỏ cứng hàng đầu được khuyến nghị bổ sung cho bà mẹ mang thai. Hạt óc chó rất giàu axit béo omega 3, có lợi cho sự phát triển não bộ của thai nhi. 5. Hạnh nhân. Cũng như hạt óc chó, hạnh nhân rất giàu vitamin E, protein, những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển xương của thai nhi mà không khiến mẹ bị tăng cân nhiều. 6. Trứng. Trứng là thực phẩm rất giàu protein, canxi, vitamin D giúp nuôi dưỡng cơ bắp, xương và trí não của thai nhi khi còn trong bụng mẹ. Đặc biệt, dù ăn nhiều trứng nhưng mẹ vẫn không bị thừa cân mà dinh dưỡng phần lớn được thai nhi hấp thụ. 7. Sữa không đường. Một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất chứa vitamin và protein là sữa. Đây là thức uống mẹ cần bổ sung đều đặn mỗi ngày trong thai kỳ. Nếu mẹ không muốn tăng cân, có thể chọn loại sữa tách béo, ít đường hoặc không đường. 8. Gạo lứt và ngũ cốc. Các bà bầu thông thái thường chọn gạo lứt hoặc ngũ cốc cho khẩu phần ăn của mình, đặc biệt vào những tháng cuối nhằm kiểm soát cân nặng. Các loại ngũ cốc có chứa hàm lượng chất xơ cao, cung cấp axit folic, một trong những dưỡng chất vàng giúp bảo vệ cho thai nhi khỏi các dị tật về ống thần kinh. 9. Rau chân vịt. Loại rau lá xanh này có chứa hàm lượng sắt cao, rất có lợi cho sự phát triển tế bào máu của thai nhi. Rau chân vịt, ngoài việc giúp duy trì một cơ thể khỏe mạnh, đồng thời còn rất tốt cho hệ thần kinh của thai nhi nhờ chứa hàm lượng lớn axit folic. 10. Quả bơ. Quả bơ không thể thiếu trong chế độ ăn uống của mẹ bầu và được các chuyên gia khuyên dùng. Trong trái bơ, hàm lượng axit béo omega 3 rất cao. Nếu có thể, mẹ nên ăn trực tiếp bơ tươi, không nên uống sinh tố vì đường và sữa trong sinh tố sẽ làm mẹ dễ tăng cân hơn. Hy vọng với những thông tin trên, các mẹ đã rõ hơn về cách lựa chọn những thực phẩm để bổ sung dinh dưỡng cho con mà không ảnh hưởng đến cân nặng của mẹ bầu. Chúc các mẹ một thai kỳ khỏe mạnh!